tên cho con mình, sinh nhật của con mình á. Rồi các bạn có đến mình đăng ký, ví dụ có ngày nè các bạn đến cúng thì các bạn đăng ký vô nha. Ngày nào mình cúng thì cứ ghi tên qua bên chùa bên đây, có quý vị sư cô ghi tên vô nha các bạn. Đây là một ngày ăn ở Thượng Hạ là 1 triệu nha các bạn. Đây là ngày 20 tháng 5. Còn bên đây là pháp y, để cho quý sư cô để cúng dường cho quý sư cô á. Các bạn có nhu cầu thì các bạn đến ghi tên để mình ghi ngày để mình cúng thôi nha các bạn. Giờ mình mời các bạn xem xung quanh cảnh của chùa Tịnh Xá Ngọc Phú nha các bạn. Rồi. Chùa Tịnh Xá Ngọc Phú nha các bạn, rất là rộng lớn luôn nha. Cái này cái gì quên rồi, anh thần Sa La Sông Thỏ hả? Sa La có trái đẹp, có bông đẹp quá các bạn. Bông rồi có trái nữa. Chùa rất là rộng lớn luôn nha các bạn. Quay xung quanh cảnh chùa nha các bạn. Chùa rất là rộng luôn. Chánh điện nha các bạn. Xung quanh chùa mình rất là thoáng nha, cây rồi mát đó nha các bạn. Chánh điện lớn. Chùa Tịnh Xá Ngọc Phú nè các bạn. Chánh điện cho nên mát quá trời. Sư cô chuẩn bị giờ cơm hả sư cô? Dạ. Đây là chuẩn bị cho hòa quý sư cô lên dùng. Chuẩn bị mà cúng chay dài ngọ. Dài ngọ. Đây trái cây sớt bát cúng dường. Xôi hả sư cô? Xôi. Xong xong. Rồi đây là rau cải xào. Món chay. Chuối. Rau. Phía sau nha, rộng lắm nha các bạn.
là rộng lớn luôn ha. Lặt rau hả cô? Là chuẩn bị ngày mai hả cô? Ta đem cúng dường vô rồi. À, ta đem cúng dường vô. Dạ, đây là giảng đường nơi nghe pháp nha các bạn. Giảng đường chùa Tịnh Xá Ngọc Phú. Chuẩn bị giờ cơm cho quý sư cô ở chùa Tịnh Xá Ngọc Phú trường hạ, nơi đây có tổ chức trường hạ nha các bạn. Cơm trưa ở bên chùa Tịnh Xá Ngọc Phú trường hạ nha. Bên chùa Tịnh Xá Ngọc Phú có trường hạ nha các bạn. Quý sư cô đến
xếp bát một ngày quý Phật tử.